Kính thưa quý vị, một báo cáo cho biết rằng tướng Nga đang chết ở Ukraine một phần vì khó khăn trong việc bắt lính đi nghĩa vụ phải tuân lệnh của mình. Ukraine cho biết rằng họ đã giết ít nhất là 5 vị tướng của Nga, là một con số cao khá là bất thường đối với các sĩ quan cấp cao. Một nhà ngoại giao châu Âu đã chia sẻ với tờ Foreign Policy rằng thông tin liên lạc kém đã khiến cho các chỉ huy này bị lộ, Hiện nay thì Nga đang hứng chịu những thương vong tổng thể khá cao trong cuộc xâm lược Ukraine. Một quan chức châu Âu đã chia sẻ với tờ tạp chí Foreign Policy rằng các tướng lĩnh Nga hiện đang chuyển sang những vị trí tuyến đầu và chính điều này đã dẫn đến việc họ đang phải hứng chịu các cuộc tấn công trực tiếp vì họ đang gặp khó khăn khi ra lệnh cho lính nghĩa vụ của mình. Vào ngày thứ Bảy vừa qua, Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã giết chết trung tướng Andrei Movichev khi họ tấn công vào một sân bay gần thành phố Kherson, một trong số ít các thành phố Ukraine mà hiện nay Nga đang quản lý để chiếm đóng. Vào ngày Chủ nhật vừa qua, các quan chức Nga cũng cho biết một chỉ huy hải quân cấp cao, ông Andrei Peli, đã bị giết bởi các lực lượng Ukraine gần thành phố Mariupol bị bao vây một nhà ngoại giao châu âu đã thông báo tóm tắt về các báo cáo tình báo nói với tờ foreign policy một tờ báo khá tên tuổi trên thế giới rằng sự cố hệ thống liên lạc của nga đã khiến cho các tướng lĩnh bị đánh chặn và các cuộc tấn công có chủ đích nhà ngoại giao này cũng nói rằng những khó khăn trong việc bắt lính đi theo nghĩa vụ quân sự phải tuân theo mệnh lệnh đang khiến cho các tướng lĩnh phải chiếm những vị trí ở tuyến đầu của mặt trận quân đội nga hiện đang sử dụng lính đi nghĩa vụ cùng với quân đội chính quy của mình trong cuộc xâm lược ukraine mặc dù trước đây quân đội nga từng nói rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra các chuyên gia cho biết rằng lính đi nghĩa vụ thường bị huấn luyện kém và có tinh thần chiến đấu tương đối thấp Nhà ngoại giao châu Âu cũng cho biết rằng hiện nay những vị tướng này đang vật lộn trên chiến tuyến để truyền tải lệnh của mình. Đến nỗi họ phải đích thân ra tuyến đầu để chỉ huy tất cả. Và chính điều này đã khiến họ gặp rủi ro lớn hơn nhiều so với những gì mà chúng ta thường thấy. Nhà ngoại giao cũng nói rằng khoảng 20% chỉ huy hàng đầu của Nga ở Ukraine đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột. Và điều này đã làm giảm đi hiệu quả quân sự và gây đình trệ bước tiến của lực lượng quân sự Nga. Lý thuyết này đã chứng thực cho một báo cáo do Christopher Wardy của tờ Insider công bố vào ngày thứ hai vừa qua. Báo cáo trích dẫn lời của một quan chức Mỹ cho biết các tướng lĩnh Nga vốn dĩ có nguy cơ cao hơn so với những người đồng cấp Hoa Kỳ do cơ cấu chỉ huy của Nga trao cho các sĩ quan cấp thấp ít quyền tự chủ hơn và yêu cầu các tướng lĩnh phải tham gia chiến đấu thật chặt chẽ ngoài mặt trận. Các quan chức Mỹ tin rằng khoảng 7.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh cho tới ngày hôm nay.